Bỏ cái hạt ra quay đàng hoàng bạn ơi. Thôi bây giờ được trên tay. Ê, ê. Như các bạn biết đấy, bây giờ đang là một thời kỳ bão giá. Và hồi nãy thì mình đang cầm trên tay là con RTX 2060. Đây, trả đây, trả đây, trả đây. Thì đây là con RTX 2060. Thì trong ngày hôm nay mình có trên tay tổng cộng là 3 con VGA. Đó là con này, với một con 3060, một con là 1660S. Bây giờ giá của nó thì vào cái thời điểm mình quay cái clip này này, cái giá của con 3060 nó rơi vào khoảng tầm là 18 triệu rồi. Và cái con GTX 1660 Super nó cũng rơi vào đâu đó là khoảng tầm 13 triệu. Còn con này thì ở GVN nhập về hiện tại là khoảng 14 triệu rưỡi. Đó là giá lúc mình đang làm video này nhá. Thì trong video này mình biết là các bạn đang gặp cái vụ là mua PC không có VGA vì nó đắt quá. Nhưng mà một số bạn trong một số tình huống không được thoải mái cho lắm vẫn phải mua về để làm việc. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn ba con này để xem là trong cái mùa bão giá này chúng ta nên lựa chọn cái nào phù hợp với túi tiền và cho được cái hiệu năng render premium nhất. Chúng ta cùng bắt đầu nhé. Trước hết mình sẽ giới thiệu qua một chút về cấu hình bộ PC. Bộ PC hiện tại mình đã sử dụng đó là GVN Ghost. Các bạn có thể tham khảo ở trên trang web của GVN. Link mình để phía dưới phần mô tả. Ở phiên bản CPU này thì mình sử dụng là i5, cho nên đó là mình có thể nói rất bình dân nhưng vẫn làm được rất nhiều việc. RAM thì chỉ có 8GB thôi. Nếu các bạn có điều kiện hãy nâng lên 16GB thì lúc đó render và edit video sẽ mượt mà hơn rất nhiều. Tuy nhiên nhân vật chính của chúng ta vẫn là 1660S, 2060 và 3060. Chúng ta hãy cùng xem thử phiên bản Adobe Premiere 2021 sẽ cho chúng ta hiệu năng như thế nào. Và tất nhiên phiên bản đầu tiên mình test đó sẽ là 2060. Về mặt kéo timeline cũng giống như là sử dụng ở trên đây, mình đang sử dụng một cái project đều là 4K cả, cùng với nó là hai layer chính và lâu lâu sẽ có thêm một vài cái layer phụ. Tuy nhiên nó không đáng kể cho lắm. Nếu như bạn nào sử dụng nhiều layer hơn sẽ có rất nhiều sự khác biệt, đặc biệt là các layer 4K. Và nếu như các bạn thấy ở đây mình đang để là full, nếu như mà để full thì nó sẽ ăn tương đối nhiều RAM và nếu các bạn mỗi lần kéo hoặc kéo lại thì nhất định là nó sẽ lắc. Tuy nhiên mình sẽ cố tình tạo ra những cái khu vực không lắc để cho các bạn xem nó mượt mà hơn. Cho nên nếu như các bạn muốn không lắc thì hãy lắp thêm một ít RAM vào, tối thiểu thì cũng phải là 16GB để mà render và edit ở mức độ là 4K. Còn nếu như mà nói về vấn đề chạy có hiệu quả hay không thì tất nhiên là vẫn hiệu quả. Nhưng còn cái chuyện chính là render thì bây giờ mình cùng thử render ở phiên bản là 2060. Đối với 2060, sau một khoảng thời gian render nhất định thì mình đã ra được thời gian là 7 phút 01 giây, khá là ngắn so với khi trước khi mà mình sử dụng phiên bản Adobe Premiere 2020. Nó rơi vào đâu đó là khoảng tầm 14 phút lận. Và ở đây thì chúng ta chỉ còn là khoảng 7 phút thôi. Và trong quá trình render này thì cá nhân mình để ý thấy CPU và GPU hoàn toàn không hề full load. Nếu có full load thì chẳng qua chỉ có cái giai đoạn của RAM mà nó chạy hoạt động tới 8GB. Cùng với đó là chiếc SSD của mình mỗi lần mà ghi file lên thì sẽ bị chậm đi khá là nhiều. Cho nên các bạn cũng có thể hình dung ra được cái trường hợp nếu các bạn sử dụng HDD để mà render 4K thì nó sẽ kéo dài thêm thời gian rất là nhiều. Kế đến đó mình cùng đến với 1660S. Ở đây thì mình cũng cho chạy live view đồ các thứ nó đều rất ổn định, bởi vì thực ra cái khu vực live view này nó không có phụ thuộc quá nhiều vào GPU, nhưng nó lại phụ thuộc vào CPU và phiên bản i5 hiện tại mình đang sử dụng là nó rất mạnh rồi, không cần phải lo lắng nữa. Nói thêm một chút về cái cấu hình render đầu ra thì hiện tại mình sẽ render ra là 4K 60fps. Cùng với đó thì mình cũng để render ở at maximum deep, cũng giống như là quality thì mình cũng đẩy lên khá là cao. Và mình đang để cái phần render là hardware render. Nhiều bạn nếu như chỉnh sửa một chút nó sẽ chuyển qua thành software. Ví dụ như là mình mà tăng lên thành 2 pass thì nó sẽ chuyển qua là software. Tuy nhiên ở đây mình chỉ để là 1 pass mà thôi. Và đồng thời với đó thì mình cũng để bitrate là 30. Nếu như mà các bạn muốn hình ảnh đẹp hơn thì có thể tăng bitrate lên và tăng lên thành 2 pass. Tuy nhiên ở đây nếu như mà tăng lên 2 pass thì sẽ không còn tận dụng được sức mạnh của GPU nữa. Và có thể nói đây cũng là một cái điểm yếu rất lớn của Adobe Premiere. Khi mà các bạn muốn hình ảnh đẹp thì chắc chắn phải render lâu hơn rất nhiều và không hề hỗ trợ render bằng GPU khi mà chúng ta render đẹp như vậy. Điều đó là một điều cực kỳ đáng tiếc. Và đối với thời gian render của 1660S, điều khá là thú vị, thực ra nó không hề chênh lệch quá nhiều đối với 2060. Nó chỉ là 7 phút 05 giây, thua khoảng 4 giây mà thôi. Và cũng không hề ăn quá nhiều CPU và VGA trong cái thời gian render đó. Mình cũng khá là bất ngờ về cái vấn đề này. Có thể nói là Adobe Premiere họ đã có tối ưu tốt cho VGA, nhưng mà không phải là tất cả mọi thứ đều đạt theo đúng cái hiệu năng mà chúng ta có thể kỳ vọng. Khi mà hai phiên bản này có thể nói là có tương đối chênh lệch giá nhau một chút, chênh khoảng tầm hơn 1 triệu đồng ở trên thị trường. Khi mà Bitcoin và tiền điện tử nói chung á, nó đang tăng rất là chóng mặt, thì cái mức độ chênh lệch hiệu năng của nó thì không hề quá nhiều. Vậy còn đối với 3060 thì như thế nào? Thực ra thì 3060 chúng ta hoàn toàn vẫn có thể chạy live view tốt giống như lúc nãy, bởi vì hầu hết là bằng CPU rồi. Còn cái chuyện render thì có thể nói tốc độ khá là bất ngờ khi mà nó tụt xuống là 6 phút 51 giây.
tương đối là nhiều, chân tới 10 giây so với 2060. Nhưng mà hiện tại 3060 nó rất là đắt các bạn ạ. Có thể nói chúng ta sẽ được lợi với 3060 không chỉ ở cái việc render này, mà còn dành cho những bạn nào quyết định làm các công việc xử lý liên quan tới AI. Ví dụ như là các bạn muốn gia tăng thêm lượng FPS gấp đôi lên chẳng hạn, từ 30 thành 60 bằng những con AI xử lý mà còn đẹp hơn cả sử dụng Adobe Premiere, thì chắc chắn 3060 sẽ là một món hời dành cho các bạn. Còn nếu như mà các bạn chỉ đơn thuần là render một cách cơ bản thì 1660S và 2060 sẽ là một sự lựa chọn tốt nhất. Và đó là tất cả những gì mà mình muốn chia sẻ cho các bạn về video hiệu năng của Adobe Premiere 2021, một phiên bản rất là mới mà ngày hôm nay mình mới có cơ hội để test ở trên 3 phiên bản VGA khá là hot hiện nay và cũng tương đối gọi là bình dân nữa. Thực ra thì 3060 không được bình dân cho lắm. Tuy nhiên mình hy vọng là video này sẽ cho các bạn rút ra được những cái kết luận nhất định và khi mà lựa chọn một cái VGA cho bản thân mình để mà làm việc với các footage 4K render video, thì mình nghĩ đây sẽ là một cái thông tin hữu ích cho các bạn khi mà lựa chọn cho mình một sản phẩm để mà làm việc. Và như vậy là mặc dù là con 3060 nó là một con rất là mới, tuy nhiên mình vẫn không recommend, không có khuyến khích các bạn mua nó vào thời điểm này vì nhiều lý do, không chỉ là khán hàng đúng không nào, còn cả hiệu năng nữa đó. Và nếu như bạn nào có bắt buộc phải mua vào thời điểm này thì có lẽ là video này cũng phù hợp cho các bạn xem. Còn cụ thể hơn ở đây mình cũng đang có một dàn PC của GearVM, nó là dàn PC GVN Ghost. Bởi vì hiện tại vì cái chính sách để tránh mọi người gian thương ở ngoài, họ cũng nguy hiểm lắm, họ gom một lần là cũng phải 5-10 con VGA, nên là GearVM phải đưa ra một cái chính sách đó là chỉ bán VGA kèm theo PC chứ không bán lẻ nữa. Đó chính là cái lý do mà ngày hôm nay mình để cái PC này ở trên bàn, đó là bởi vì chiếc PC GVN Ghost này nó có đang gắn ở trên cái website của chúng ta, website của GVN á, là đang gắn 2060. Và nếu như mà các bạn mua ở GVN sẽ được những cái khuyến mãi kèm theo nữa, ví dụ như là có từng đợt thôi, sẽ có đợt là PC Gaming Gear, có đợt sẽ là màn hình. Thì nếu mà các bạn đang có nhu cầu thì đừng quên đến ngay GVN để sắm cho mình một bộ PC nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. 9 giờ hàng ngày trên kênh YouTube GVN. Xin chào. Khoan, trước khi bấm vào video tiếp theo, hãy nhấn vào đường link bên dưới để lại đánh giá nha. Nhớ đánh giá nha.